cùng một đồng bọn 5.000 đô la Mỹ để lén lút xâm nhập về Việt Nam bằng đường bộ qua lối mòn biên giới Việt Nam Campuchia. Phượng có nhiệm vụ mua hóa chất để chế tạo thuốc nổ, phá tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những nơi đông người vui chơi trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 2010 và lễ Quốc tế Lao động 1 tháng 5, các nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học nhằm mục đích làm cho các doanh nghiệp nước ngoài không dám đầu tư vào Việt Nam cũng như du khách không dám đến Việt Nam du lịch. Đồng thời qua những vụ khủng bố ấy, tổ chức khủng bố Đảng Vì Dân muốn châm ngòi cho các phong trào tổ chức cá nhân bất mãn cơ hội phản động nổi lên lật đổ nhà nước Việt Nam. Phạm Thị Phượng sinh ở Trung Quốc, trú tại Định Quán, Đồng Nai. Tháng 6 năm 2002, Phạm Thị Phượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố trong vụ án làm giả hộ khẩu, hồ sơ xuất cảnh diện con lai để đưa người trốn ra nước ngoài. Trong thời gian được cho tại ngoại để điều tra, Phạm Thị Phượng bỏ trốn sang Thái Lan và bị công an tỉnh Đồng Nai truy nã. Cũng cần nói thêm về Nguyễn Công Bằng, kẻ lập ra tổ chức khủng bố Đảng Vì Dân, vốn nguyên là lính địa phương, quân đội Sài Gòn, vượt biên sang Malaysia, sau đó định cư ở Mỹ. Bằng gia nhập hết tổ chức này đến tổ chức khác của bọn phản động, nào Hoàng Minh Cơ, Nguyễn Hữu Chánh, và năm 2006 thì tự lập ra cái gọi là Đảng Vì Dân. Bằng đã từng cùng đồng bọn xâm nhập về nước cũng với mục đích gây bạo loạn khủng bố những năm đầu 1990. Từ năm 2007 đến năm 2009, Bằng cấu kết với các tổ chức phản động chiêu mộ người đưa về nước, nhưng bị lực lượng an ninh các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Kiên Giang bắt kết án. Việc đưa tiền cho Phượng về nước mới đây định đặt bom gây nổ, chứng tỏ Bằng và tổ chức phản động của y chưa từ bỏ âm mưu phá hoại đất nước. Âm mưu thủ đoạn của chúng là vô cùng thâm độc, tán tận lương tâm. Chúng sử dụng bọn lưu manh côn đồ, du thủ du thực, tội phạm tệ nạn, dùng tiền để mua chuộc, ráp tâm chống phá chế độ bằng cách gây nổ, sát thương dân thường, chính là thủ đoạn khủng bố đê hèn mà cả loài người hiện nay đang lên án. Bọn phản động cần phải biết rằng mọi hoạt động phá hoại đất nước của chúng không thể qua mắt được lực lượng an ninh của ta, với nhân dân là tai mắt, với nghiệp vụ giỏi và luôn đề cao cảnh giác. Các tổ chức bạo động khủng bố cũng cần bị các nước sở tại nhận diện, vạch mặt và xử lý vì hành vi chống lại loài người của chúng.